Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ giới thiệu cho quý vị một căn nhà thiết kế vô cùng hiện đại, diện tích 47m2, có sân riêng ở trước nhà, hướng nhà là hướng Tây Nam, vị trí thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, giao thông đi lại thuận tiện. Từ vị trí ngôi nhà này gần với trục đường quốc lộ 6 đang mở rộng, gần với bến xe Nghĩa, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần với lại trường Đại học Phenica, giao thông quá là ok. Và căn nhà này sổ đỏ chuẩn chỉnh, có thể bàn giao nhà về ở được ngay. Thiết kế rất hiện đại, 4 tầng như sau. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Đây. Và mời mọi người theo em vào cụ thể khám phá ngôi nhà với cái phần tầng 1 để xe và phần phòng bếp thiết kế khá là hợp lý. Đây là cái phần để xe riêng hoặc quý vị có thể thiết kế để xe ở sân đằng trước. Còn đây là cái phần không gian phòng bếp. Với cái ngôi nhà 47m2 rất là rộng rãi, thoáng trước, thoáng sau. Đây mọi người ạ, với cái phần thoáng sau đây, ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian của ngôi nhà này. Sổ đỏ chuẩn chỉnh. Với cái căn nhà này thì thiết kế rất là hợp lý. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Sổ đỏ trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện đầy đủ cho quý vị. Với tủ gỗ MDF chống cong vênh, không gian bếp thì ở đây với phần mặt bếp ốp đá granite. Đó. Cửa của ngôi nhà, cửa chính là ngoài kia hai lớp. Còn đây là cái cửa khe thoáng thì thiết kế cửa nhôm kính mọi người ạ. Đây. Mở ra rất là thoáng, phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Đây là cái phần để tủ lạnh. Với cái phần không gian bếp này, tủ lạnh này có thể thiết kế tủ lạnh side by side cỡ lớn rất là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Và với cái căn nhà này thì giá bán cũng vô cùng hợp lý. Với một căn nhà 4 tầng xây mới, diện tích 47m2, cả nhà và đất, giá bán hiện tại chủ đang chào là 2 tỷ 750 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu nhé. Đấy, ngoài cái phần để xe ở phần tầng 1 phòng bếp thì ở đây thiết kế cho quý vị thêm một phần phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà. Ngoài đã review cụ thể đường hướng giá vị trí cho quý vị rồi. Tầng 1 thiết kế ở ngoài, ngõ trước nhà đây khá là rộng, gần với lại đường ô tô đi, cách một nhà là ra tới đường ô tô đi lại được. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Với cái thiết kế của ngôi nhà này thì chỉ việc kéo vali về và ở được ngay. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế cái ngôi nhà này rất là hợp lý. Đây là cái phần không gian phòng khách mọi người ạ. Phòng khách không thiết kế ở tầng 1 mà thiết kế ở tầng 2 theo kiểu gác lửng vô cùng thoáng. Với căn nhà này ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Với cái phần mặt tiền hướng nhà là hướng Tây Nam, còn phía đằng sau mặt thoáng thì là hướng Đông Bắc. Đây, cái khe thoáng đằng sau này rất là mát và hút gió mọi người ạ. Tầng 2 phòng khách thiết kế ở đây cho quý vị sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, ngăn cách giữa phần cầu thang là vách CNC. Đó, hợp lý đúng không ạ? Và mời theo em lên khám phá tầng tiếp theo. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế hai phòng ngủ rất là rộng, thoáng trước thoáng sau, phòng ngủ nào cũng vuông vắn rộng rãi. Đấy, thiết kế sàn gỗ, cửa sổ, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa. Tất cả các phòng ngủ, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đây, phòng vệ sinh ở giữa sử dụng cho hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm, nước tổng thì ở dưới tầng 1 rồi. Còn ở tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế rất là đầy đủ công năng. Đây, ánh sáng tự nhiên, phòng ngủ rất là rộng. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ cho quý vị. Nhà này cầu thang thiết kế ở giữa, diện tích của nó rộng cho nên tất cả các phòng ngủ đều rất là rộng và thoáng nhé mọi người. Và mời theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và quý vị ơi, đây là phần tầng 4 của ngôi nhà, có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, phần tầng 4 thiết kế cho mình một phòng ngủ. Đây, phòng nào cũng đầy đủ cửa sổ hai lớp.
thiết kế rất an toàn, thẩm mỹ. Trên tầng 4 cũng được thiết kế ở đây. Các phần phòng ngủ là sàn gỗ, phòng vệ sinh ở trên tầng 4 đây. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu. Và thiết kế bởi vì cái diện tích rộng cho nên thiết kế khá là hài hòa. Đây là phần phòng thờ, phòng thờ riêng của ngôi nhà mọi người nhé. Phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Với vị trí ngôi nhà này thì nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, giá bán 2.750.000.000, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.